Ngày 6 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vẫn đang trong quá trình lấy lời khai hai đối tượng bắn hai công nhân vệ sinh môi trường. Theo đó, nghi phạm là Trần Viết Đông, 24 tuổi, xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Đức Nga, 23 tuổi, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Bước đầu, Đông khai nhận bị hai công nhân này nhắc nhở khi đi xe nẹt bô trước quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng lúc 0 giờ ngày 5 tháng 10. Khi đó, nghi phạm đã quay lại chửi hai công nhân trên rồi bỏ đi. Sau đó, Đông về phòng trọ ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, lấy súng hoa cải. 1 giờ sáng ngày 5 tháng 10, Đông và Nga quay lại tìm hai công nhân trả thù. Sáng ngày 6 tháng 10, khi đang điều khiển xe máy để đi Kon Tum, thì cả hai bị công an bắt giữ tại thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Kiểm tra phòng trọ của các nghi phạm tại tổ dân phố 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Bước đầu phát hiện nhiều vật dụng nghi là súng các loại, rựa, máy tính, máy in màu.